Chị xin chào tất cả các em. Hôm nay chị sẽ dẫn các em ra chơi ở một khu bãi cát rất là rộng như thế này nhá. Các em thấy đẹp chưa này? Wow! Nào, chúng ta cùng ra đây chơi nhá. Ơ! Từ từ đã. Wow! Xe này. Sao ở trong khu rừng cây này lại có nhiều xe thế này? Ý, chị em mình đi ra lấy xe trước đã nhá. Wow! Ôi! Chị bất ngờ quá các em ơi. Ôi, sao lại có ô tô trong này? Ô tô đi vào trong này nghỉ à? Tự nhiên thì lại thấy được một cái xe xinh thế này. Chị em mình cùng len lỏi ở dưới các gốc cây này xem. À, kia rồi. Đi cùng với chị nhá. Mãi đi quá, đâm luôn vào gốc cây. Đây rồi. À, đây rồi. Ơ, xe nào mà lại lộn ngược thế này nhỉ? Xe toàn thích lộn ngược, kỳ quặc. Xin giới thiệu với tất cả các bạn, tớ chính là xe chở xăng. Cho xe chở xăng thành chở cát nhá. Rồi, cho vào túi đây. Nào, chúng ta cùng đi tiếp. À, đây rồi. Lấp ló ở xa xa kia đó chính là một xe gì? Đây rồi. À, xe cảnh sát. Sao lại đứng ở mãi trong này nhỉ? Here we go! Đi thôi! Xin chào tất cả các bạn. Tớ xin giới thiệu, tớ là xe cảnh sát. Có đèn màu đỏ và đèn màu xanh. Ờ, có lắp pin này. Ờ, xe cảnh sát lại hết pin rồi. À, hóa ra hết pin cho nên mới đi vào trong lùm cây đứng à. Lắp pin vào sẽ kêu hay lắm đấy các em ạ. Đây là cánh này. Đấy, đẹp chưa? Thôi, cho vào túi đã. Nè, chưa gì đã lượm được 3 xe rồi nhá. Nào, chị nhìn đi tiếp rồi. À, đây rồi. Chị nhìn thấy một xe con. Một xe nhỏ nhỏ này, màu đỏ này. Wow, lấy được rồi. Đấy, xe trộn bê tông này. Đẹp thế. Cho vào đây nhá. Nào, chúng ta cùng đi tiếp thôi. Chị em mình phải tìm kỹ nhá, không để xót xe phí lắm. À, đây rồi. Ui. Ấy, một xe màu đen này. Chú. Xin giới thiệu với tất cả các bạn, tớ chính là xe người nhện. Xe ô tô người nhện này các em. Nào, cho vào đây. Rồi, tiếp theo. À, đây rồi. Chưa gì đã nhìn thấy một màu xanh. À, chị nhận ra rồi. Xe này chính là con của xe này. Để vào đây đã. Đây, chị có nhìn thấy một cái gì cơ? Ôi, các em ơi, cái gì đây? Ôi, giật cả mình. Hóa ra đó là thân của con khủng long. Vâng. Ơ, thế con phần đầu mấy phần đuôi đâu nhỉ? À, chắc hẳn là đều nằm ở trong lùm cây này rồi. Chị em mình đi tìm tiếp nha. Nào, chúng ta cùng tìm tiếp thôi. Các em nhìn này. Wow, rộng như thế này nữa cơ mà. Here we go. À, chị đã nhìn thấy có hai màu vàng. Ôi, chị hồi hộp quá, không biết là xe gì mà to thế nhỉ? Xem nào. Ui à. Wow, một xe máy xúc to thế. Úi dồi. Các em nhìn này, xe máy xúc to chưa? Xe máy xúc thì đi ra xúc cát thôi, chứ ở trong lùm cây làm gì nhỉ? Được rồi. Mà xe này thì đi ở trong cát là quá tuyệt vời rồi, nhìn này. Đấy. Ừ, cho các em chiêm ngưỡng này, đẹp chưa? Wow. Để đây, chị đi ra săn lùng cái xe kia kìa. Cái xe to đùng màu vàng này này. Ấy. Được rồi. Các em nhìn này, tư thế nằm của cái xe này buồn cười chưa? Nằm chống vó lên trời luôn. Nào, xuống đây. Rồi, xin giới thiệu với các bạn, tớ chính là xe máy cẩu. Đây là cái phần cần cẩu dài của tớ nè. Úi giời. Đẹp như thế này cơ mà. Ở trong lùm cây phí thật. Wow. May là chị em mình tìm thấy nhờ.
Thôi, cho xuống đây. Rồi, gặp lại đi. Chị em mình sẽ đi tìm tiếp. Ơ, đây rồi. Đây, có màu ghi nè. À, đây chính là phần đầu và phần đuôi của con khủng long đấy. Hóa ra nằm ở đây. Rồi, trở về đây nhá. Đợi, tí lắp ghép. Nào, chị em mình cũng tiếp tục nhá. Wow, còn dài như thế này cơ mà. Ơ, đây rồi, có một màu xanh. Xem nào, để chị tiến gần nhá. Một màu xanh. Ui, cỏ này cứng luôn ấy. Này, các em cẩn thận nhá, không thì nó xước vào tay đấy. Wow. Ui. Đây. À, tàu hỏa. Đấy. Tiếng xe tàu hỏa các em nghe thấy hay không? Rất là hay nhá. Tèn tèn, chị đã nhìn thấy một màu xanh lá cây. Một màu xanh lá cây ở đây này. À, máy bay. Máy bay này sao lại... Ui, xong rồi. À, thế là bị rơi à? Đang bay ở trên trời để bị rơi xuống lùm cây à? Máy bay này đẹp lắm luôn ấy. Chú. Ồ, thế máy bay này trục trặc rồi. Tức là gặp sự cố đấy các em ạ. Gặp sự cố nên rơi xuống lùm cây này nè. Cất đi. Coi xem còn cái máy bay nào rơi xuống đây không. Màu vàng nè. Ôi, một xe con đẹp quá. Các em nhìn đẹp chưa? Đây là xe máy cẩu. Bây giờ chị em mình sẽ lên lỏi vào đây. À, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. À, một xe máy xúc con. Wow. À, tín hiệu chỉ về đây. Đúng rồi các em ạ. Tín hiệu vừa chỉ về đây mà chị cũng nhìn thấy luôn nè. Ôi, xe màu xanh này lại ngã chỏng vo ra đây. À, đây chính là xe chở rác nè. Ui, phần này bẩn quá. Toàn cát thôi. Phần này sạch hơn nè. Rồi. Ôi, bay ra đây xem con không. Ờ, máy của chị báo là không còn tín hiệu gì cả. Chứng tỏ là hết xe rồi. Tên tên, các em ơi, đây là tất cả những xe và con vật mà chị đã tìm kiếm được ở trong khu rừng rậm này nè. Đầu nè. Rồi, à, đuôi ở đây. Video của chị đến đây là kết thúc rồi nhá. Các em nhớ ấn vào đăng ký kênh để ủng hộ kênh Anna Cuội nhá. Hẹn gặp lại các em vào video tiếp theo của chị nhá. Bye bye.